thủ đô Asunción của quốc gia Nam Mỹ Paraguay vừa chứng kiến đêm chung kết của một cuộc thi nhan sắc khác thường bởi nó chỉ dành cho những bóng hồng quá khổ. Sự kiện mang tên Hoa hậu mũm mĩm này không chỉ nhằm tìm ra những người đẹp nhất mà còn có ý nghĩa chống lại định kiến, sự phân biệt đối xử với những người thừa cân, béo phì. Để đến với cuộc thi Hoa hậu mũm mĩm, các thí sinh phải đáp ứng quy định về trọng lượng tối thiểu và đó là điều kiện quan trọng nhất. Đây là năm thứ tư hoạt động này được tổ chức với thông điệp rằng kích cỡ không phải là tiêu chuẩn để đánh giá nhan sắc. Cũng như mọi năm, các thí sinh mũm mĩm phải trải qua rất nhiều cuộc thi, kể cả trình diễn trang phục tắm trước đông đảo khán giả cổ vũ. Kết thúc đêm chung kết, người đăng quang danh hiệu Hoa hậu mũm mĩm là thí sinh 20 tuổi Gabriela Ridiango. Mục đích của sự kiện này là những người quá cân vẫn có thể trở thành ngôi sao nếu như họ cảm thấy tự hài lòng với hình thể của mình. Ban tổ chức khẳng định ý nghĩa hàng đầu của cuộc thi này là truyền đi thông điệp nhằm bác bỏ quan điểm rằng chỉ phụ nữ có vóc dáng mảnh mai mới xinh đẹp.